Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên bị phạt vì đi xem đất giữa dịch. Phú Yên đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thế nhưng trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn cùng một số cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường tự ý đi xem đất. Ngày 14 tháng 8 trả lời VTC News về trường hợp trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vi phạm quy định phòng chống dịch, ông Phạm Đại Dương, Bí thư tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và làm rõ để xử lý. Thường trực tỉnh ủy đã có văn bản giao cho Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân nắm thông tin và báo cáo lại sự việc cụ thể. Những vi phạm về chống dịch đương nhiên sẽ phải xử lý theo tinh thần chung, đã được quán triệt để gian đe, Bí thư tỉnh Phú Yên cho biết. Theo thông tin ban đầu, chiều mùng 10 tháng 8, Tổ tuần tra xử lý vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 của xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, kiểm tra ô tô 4 chỗ du lịch đậu dưới lòng đường Nguyễn Văn Huyên, thôn Liên Chỉ 2, xã Bình Kiến, gần khu đất trồng. Khi kiểm tra, người đàn ông trên xe là Lê Xuân Hà, 43 tuổi, chú xã Bình Kiến. Trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên xuất trình giấy đi đường do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp để di chuyển trên các tuyến đường thuộc nội thành Tuy Hòa từ mùng 6 đến 15 tháng 8. Ông Hà cho biết đến đây là đi xem đất. Trên xe có một người phụ nữ nhưng người này không trình bày được lý do ra đường, không xuất trình giấy tờ cá nhân mà chỉ khai báo là tên Nga, 38 tuổi, chú phường 9, thành phố Tuy Hòa. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng làm rõ người này, tên thật là DTLL, chú phường 9 thành phố Tuy Hòa, cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Yên. Ủy ban nhân dân xã Bình Kiến thành phố Tuy Hòa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực y tế đối với ông Lê Xuân Hà, bà DTLL cùng mức 2 triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.